đỏ, tình, đen, bạc. Tác giả Nguyễn Thơ. Tập 4, cuối. Anh Hậu mặt đỏ bừng bừng vì men rượu. Nguyệt kéo anh tới bên đoàn người họ nhà trai rồi nói: sắp tới giờ đón dâu rồi, anh chuẩn bị xe đi. Nguyệt phát thuốc chống say cho các bà các chị, rồi phân công các đàn em của mình đảm nhiệm việc lái xe đi đón dâu. Dân làng nhìn theo đoàn xe hơi, chiếc nào cũng được dán chữ song hỷ màu đỏ, nối đuôi nhau trên con đường làng. Sau đó tiến dần ra phía ngoài để đi đón cô dâu. Anh Hậu chở Nguyệt đi bám sát ngay sau chiếc xe hoa mà chú rể đang ngồi. Trong lòng hai người lúc này ngập tràn hân hoan hạnh phúc, ai cũng phải khen chú rể thật may mắn. Đoàn xe đi được khoảng hơn 30 cây số thì rẽ vào một thị trấn nhỏ. Hậu nhận ra nơi này không xa nhà cũ của mình là bao nhiêu. Chiếc xe hoa xi nhan tấp vào lề đường và bật đèn đỏ báo hiệu dừng lại. Hậu cũng làm theo, và khi dừng xe anh thấy một cái rạp đám cưới trang trí giản dị nhưng rất đẹp mắt. Trước cổng chào có hai chữ phu quy màu đỏ thắm đặt ở một nơi mà anh không thể ngờ tới. Đó chính là nhà của Mơ. Tự dưng mồ hôi anh chảy đầm đìa cả người và mặt. Mọi người đã xuống xe. Nguyệt tươi cười nói với anh: anh xuống đi, còn chờ cái gì nữa? Hậu giật mình gật đầu, rồi anh đưa mắt nhìn về phía cổng. Mơ và em trai anh đã đứng sẵn ở đó để đón đoàn họ nhà trai. Mặt của anh tái mét không còn hột máu. Anh từ từ gục xuống và lấy tay dối theo Nguyệt. Em ơi, tự dưng anh chóng mặt quá, em vào trong đi, chờ một lát rồi anh sẽ vào sau. Thiệt tình à, hay là bây giờ mới ngắm rượu? Thôi, anh cứ ngồi đó nghỉ một lát đi. Họ nhà trai đã vào trong, tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, đầu óc anh quay cuồng như đang bị lắc trong quả chuông. Tại sao cuộc đời lại chơi xỏ anh tới như thế này chứ? Nếu hôm ăn hỏi tụi nó, Nguyệt không nói anh ở lại coi quán cà phê thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi mà anh đại diện họ nhà trai đem lễ đến dạm hỏi xin cưới con gái của chính mình. Và nếu như vậy, thì anh đã không có được ly trong đời. Làm thế nào đây? Trong rạp cưới đã tắt nhạc, tiếng kính thưa kính gửi bắt đầu vọng ra. Anh nhận ngay tiếng nói quen thuộc của em trai ruột. Đang trong lúc rối trí loạn tinh thần, Hậu không nghĩ được gì hơn ngoài việc tìm cách trốn chạy khỏi nơi này. Nếu bây giờ anh bước vào trong kia thì không khác nào tự đào hố chôn mình. Anh không ngại việc gia đình và các con sẽ nghĩ cái gì, nhưng điều đáng sợ nhất là Nguyệt. Nếu biết Thúy là con gái anh, cũng có thể cô ấy sẽ rất vui là đằng khác, bởi vì Nguyệt rất yêu và tin tưởng anh. Nhưng khi phát hiện sợi dây chuyền và khoản tiền lớn anh đã không trao cho con gái, thì anh không chết cũng không có thể sống nổi với cô ta. Anh lấy cái điện thoại, tay run lập cập mở danh bạ, nhưng chưa biết tìm gọi cho ai. Đây rồi, anh định gọi cho một đàn em của Nguyệt. Bỗng dưng anh nghe thấy tiếng nói trong rạp cưới rõ mồn một: chúng tôi xin phép gia đình được đón cháu Thúy về làm dâu con ở trong nhà. Chúc toàn thể hội hôn và hai bên gia đình luôn mạnh khỏe, bình an. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Anh buông cái điện thoại, mở khóa nổ máy và đập chân ga. Lúc này, tim anh đập loạn xạ, tay vô lăng của anh như đi mượn. Cuối cùng, thì anh cũng lùi ra và quay được đầu xe. Sau đó, anh phóng như điên ra khỏi thị trấn. Tới con đường lớn, anh lại rút điện thoại gọi cho Luận, đàn em của Nguyệt và cũng là lái xe trong đoàn đón dâu. Em chở Nguyệt về giúp anh nghe, anh chóng mặt và mắt ói quá cho nên về trước rồi. Anh chú ý quan sát đường rồi rẽ vào hướng khác vì sợ đoàn xe đám cưới đuổi kịp mình. Anh cứ đi mà không biết bây giờ sẽ về đâu. Nếu về đám cưới thì những người dẫn dâu của họ nhà gái sẽ vạch mặt anh. Nhưng về quán cà phê thì sẽ nói lý do gì với Nguyệt đây? Cuối cùng, anh lái xe vào một trạm y tế ở ven đường. Thấy anh bước vào, cô y tá hỏi:
Bác tìm ai à? Anh bước vào nói cái giọng hỗn hển gấp gáp. Cho tôi nằm nhờ một chút. Đang ở trên đường tôi chóng mặt không có thể đi tiếp được nữa. Sau đó, anh bước nhanh vào cái giường có phủ ga trắng rồi nằm vật xuống. Cô y tá đứng lên khỏi chỗ ngồi, tay cầm cái ống nghe khám bệnh. Bác uống rượu phải không? Bây giờ bác đặt tay lên, cháu sẽ đo huyết áp cho. Không cần đâu, tôi chỉ nằm nhờ một chút thôi. Cô y tá có vẻ ngạc nhiên, quay về bên cái bàn ngồi xuống rồi lắc đầu. Anh Hậu nằm yên, mắt nhắm chặt, nhưng đầu lại nghĩ. Bây giờ, đoàn người đám cưới đã về chưa và không biết Nguyệt sẽ làm gì khi không thấy anh. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên, anh run run mở máy. Anh đi đâu rồi? Chóng mặt vậy mà còn lái xe, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Anh đang nằm ở trạm y tế, nhưng không biết của xã nào. Em cứ lo việc cho xong đi. Khi nào đỡ thì anh sẽ tự về, không phải lo cho anh đâu. Sau khi đám cưới đã tổ chức xong, Nguyệt lại gọi cho anh. Anh hỏi người ta xem chỗ đó là chỗ nào để em cho người tới đón. Anh tự về được mà. Vậy vợ chồng thằng Hùng đâu? Hôm nay tụi nó ở lại với bà nội, sáng mai tụi nó qua quán cà phê rồi lên luôn. Em đợi giải quyết và thanh toán một số, xong xuôi mới về. Anh thở phào, vậy là bước đầu đã êm xuôi. Sáng mai tụi nó tới quán cà phê, vậy thì phải tìm cách vắng mặt. Nếu không, mọi việc sẽ đổ bể. Nguyệt sẽ cho người giết anh mà không tiếc tay. Hai mươi mấy năm, Nguyệt không ở cùng con trai. Chỉ thỉnh thoảng cô gửi về cho nó ít tiền và Hùng cũng không bao giờ đến quán cà phê của mẹ. Nó đặc biệt không thích những nơi ồn ào mà tối không ra tối, sáng không ra sáng như nhà của mẹ nó. Nhưng hôm nay, nó hứa với mẹ là sáng mai trước khi đi lên thành phố thì nó sẽ ghé qua. Đến chiều Nguyệt trở về nhà vẫn chưa thấy anh Hậu đâu. Cô gọi thì anh trả lời là đang trên đường về. Khi tới nhà, anh bước lảo đảo như sắp té, phần anh mệt vì quá lo lắng, phần vì đói từ sáng tới bây giờ trong người chỉ toàn là rượu. Nguyệt vội chạy ra đỡ anh. Đã như vậy rồi, mà không để em sai tụi nó tới đón. Chị thúc giục anh đi thay quần áo, rồi mình thì vo gạo bỏ vô nồi áp suất nấu cháo. Nửa tiếng sau cô gọi anh dậy, miệng vẫn không ngớt rì thầm. Lần sau không có được liều như vậy nữa đó. Có bữa chết ngang đường không ai biết. Anh Hậu thấy miệng đắng ngắt nhưng vẫn cố nuốt mấy miếng. Bụng bảo dạ rằng phải cố gắng để mai lấy sức còn đi, chứ nằm bẹp ở đây thì chết chắc. Đầu của anh căng ra, nghĩ cách sáng mai phải ra khỏi nhà để không chạm mặt con gái. Nghĩ hoài rồi anh nói chuyện với Nguyệt. Thời gian vừa rồi bận nhiều việc quá, sáng mai em cho anh về nhà thăm mẹ nghe. Nguyệt đang thiêu thiêu ngủ, cô nói cái giọng khó chịu. Anh mắc cười quá, mai hai vợ chồng nó ghé chơi, không biết khi nào mới về lại, anh lại muốn đi làm sao, trong khi đó người thì đang bệnh nữa. Anh xin vợ đó, chiều ý anh đi mà, mẹ đang bệnh nặng nên anh không có thể chậm trễ thêm được, lỡ xảy ra chuyện gì lúc đó hối không kịp nữa. Chiều nay thằng em nó có điện là mẹ có phần yếu đi nhiều. Không phải là anh thấy áy náy về việc đám cưới con gái chứ? Anh Hậu trả lời mà ruột gan cứ rối bời. Không, đã nói là mẹ của anh đang bệnh rất nặng nên con gái anh mới phải cưới gấp. Sau hai ngày công việc cho con, chắc mệt nên Nguyệt lăn ra ngủ say. Còn anh Hậu thì thức trắng đêm vì lo lắng. Anh nghĩ rằng mau chóng làm nhà cho xong rồi rút khỏi đây. Sự việc đã như thế này thì trước sau cũng sẽ bại lộ. Anh phải thực hiện kế hoạch trước khi bị cô ta phát hiện. Trằn trọc mãi rồi tới gần sáng, anh bò dậy mà không dám đánh thức Nguyệt. Lái xe ra khỏi nhà, anh nhắn tin vào máy cho Nguyệt. Anh đi đây, thăm mẹ xong rồi anh sẽ về. Lần này anh không có nói dối Nguyệt mà về quê thật. Khi gặp mọi người, anh nói là bị bệnh cho nên không thể về đám cưới con Thúy. Em trai nhìn thấy anh mình phờ phạc nhưng không tin đó là lý do. Anh chỉ biết nghe rồi lặng lẽ đi làm việc của mình. Hậu ngồi một lúc rồi đứng lên ra ngoài. Sau đó tức tốc lái xe về thẳng nhà Ly.
trên đường không quên gọi điện cho Nguyệt. Em à, mẹ mệt lắm, anh xin phép ở lại với mẹ vài ngày nghe. Phía bên kia có tiếng Nguyệt lanh lảnh. Anh đang ở nhà, tại sao em nghe tiếng kèn xe? Anh đang đi mua đồ cho mẹ, vậy nghe, một hai hôm anh sẽ về. Tới nhà của Ly, anh bắt đầu gọi máy ủi về sang mặt bằng. Vì được anh đặt vấn đề từ trước, nên ba mẹ của Ly đã tự tìm đoàn thợ xây. Ông bà nói cứ chuẩn bị sẵn sàng, họ đã xem ngày đẹp và sẽ mời thầy về cúng trước khi động thổ xuống móng nhà. Trong người anh vẫn còn ít tiền, cộng với số mà anh đưa cho ba mẹ của Ly hôm trước, anh gọi gạch cát và xi măng sắt thép. Mỗi thứ chỉ cần cọc một ít, khi nào hoàn tất mới phải thanh toán. Và bao giờ ngày tô xi măng hoàn thiện rồi thì lấy tiếp. Chủ đại lý họ cho trả dần, anh không thể chần chừ thêm ngày nào nữa mà yêu cầu thợ phải hoàn thành với tiến độ nhanh nhất. Anh lập kế hoạch thiết kế nhà rồi tự đào móng để đó, sau đó bàn bạc thật kỹ với thợ cả của đoàn. Trước khi ra về, anh nói: các anh cứ làm cho nó chất lượng. Trước đây tôi đã từng mấy chục năm làm thợ nhận công trình hẳn hoi. Tôi bận công việc ở xa, thỉnh thoảng mới về. Ở nhà có ông bà coi. Tôi sẽ thanh toán công và ứng lương đúng như một đoàn thợ xây. Nếu lựa được hôm nào rảnh, tôi sẽ cùng anh em ngồi chung cho vui. Còn ngày xuống móng chưa chắc tôi đã về được. Bây giờ xin phép tôi phải đi, công việc đang đợi nhiều lắm. Anh chưa kịp đứng lên thì Nguyệt đã gọi điện. Anh xong việc chưa thì về, mình em không có xoay sở kịp. Quán cà phê của Nguyệt càng ngày càng đông khách. Đã vậy, cô nhân viên giỏi nhất thì lại nghỉ việc. Từ ngày Ly không còn làm ở đây, Nguyệt cực khổ hơn nhiều. Hàng ngày chỉ xoay như chong chóng, bù lại chỉ kiếm được rất nhiều tiền. Trước đây khi ở với chồng cũ, dù cố gắng mấy cũng không thể thoát được nghèo đói. Rồi cảnh chồng ham chơi cờ bạc, bỏ bê việc nhà. Vì vậy mà chị đã dứt tình máu mủ với đứa con mà ra đi. Rồi cũng kể từ đó, chị gặp người đàn ông hơn mình gần 20 tuổi, và chính người đó đã dạy cho chị cách kiếm tiền. Khi bị vợ con tới đe dọa, ông ta lặng lẽ rời bỏ Nguyệt, thì lúc đó chị đã biết cách kiếm tiền và có rất nhiều thứ rồi. Chị nói cũng ra tiền, thở cũng ra tiền, rồi tiền mẹ lại đẻ ra tiền con. Nhưng dù nhiều tiền đến mấy, chị vẫn buồn và cảm thấy thiếu thốn. Đó là hơi ấm của người đàn ông, là đôi vai vững chắc để chị dựa vào mỗi khi mỏi mệt, chứ không phải là cái đám người đến với chị chỉ dùng tiền để mua vui. Suốt quãng thời gian dài, Nguyệt dùng giấy trong cuộc sống ngập ngụa giữa tình và tiền. Rồi từ cái lần gọi cô Nhã đến cúng, chị đã gặp được anh, người đàn ông độc thân không có vướng víu gì vợ con. Chị yêu thương anh thật lòng, chị nghĩ sẽ cùng anh đi hết quãng đường còn lại trong cuộc đời. Nhưng Nguyệt là người thích tự do, nên chị không có muốn kết hôn để khỏi phải ràng buộc trách nhiệm bên này bên kia. Chị sẵn sàng bỏ tiền cho anh lo công việc đằng nhà anh, chứ không thích chìa vai để gánh vác trách nhiệm cùng với anh. Vì quá tin tưởng anh, nên Nguyệt chỉ mãi lo việc kiếm tiền. Có bao nhiêu thời gian chị dành hết vào tiền, nên mới không có để ý đến sự thay đổi của hậu. Còn anh, cứ lựa lúc Nguyệt đi vắng là sẽ dùng điện thoại để điều khiển việc xây nhà. Hết nguyên vật liệu là thợ cả lại gọi anh. Từ quán cà phê, anh lại gọi đến các đại lý, yêu cầu họ chở đến và đưa hóa đơn cho ba mẹ của Ly giữ. Hơn một tháng sau, tường nhà đã xây, chuẩn bị cho ngày đổ mái. Lúc này, anh đang dự tính sẽ bán nhà và đất ở quê để dồn tiền vào một chỗ. Đó là cái tổ ấm của anh và cô vợ trẻ tương lai đang mang bầu gần 3 tháng. Trong những ngày này, lúc nào anh Hậu cũng cảm thấy trong lòng mình bất an. Ban ngày thì buồn chồn lo lắng, đêm đến thì giấc ngủ chập chờn. Điều mà anh sợ nhất là một ngày nào đó Nguyệt phát hiện ra điều bí mật tày đình. Với tính cách của Nguyệt thì không điều gì chị lại không dám làm. Chị đã cho anh tất cả thì cũng sẵn sàng lấy đi bằng sạch, và có thể chị sẽ cho anh sống không bằng chết. Còn về phần Nguyệt, với trực giác của người phụ nữ từng trải, chị cũng cảm nhận được sự thay đổi của anh. Nhưng vì quá yêu và tin tưởng tình nhân nên chị không có phát hiện ra sự thật. Nguyệt chỉ nghĩ rằng
Anh vì lo lắng việc mẹ mình đang bệnh nặng và một phần áy náy vì việc con gái lấy chồng mà anh không có mặt. Nghĩ vậy nên chị cảm thấy thương anh nhiều hơn. Hậu cảnh giác, không có ra ngoài nhiều như trước, ngoại trừ phải chở Nguyệt đi công việc. Những tháng ngày ở chung với Nguyệt, anh đã học được ở chị nhiều thứ, đó là thủ đoạn kiếm tiền và biết được chút ít về công nghệ. Anh mày mò nhờ vả người nọ người kia, rồi cuối cùng cũng bán được nhà. Sau khi chi trả hoa hồng cho những người làm cò mồi giúp cho, còn bao nhiêu anh chuyển vào tài khoản riêng. Những chi phí nguyên vật liệu làm nhà anh đều chuyển khoản cho Ly ở nhà để thanh toán. Sau 3 tháng, kể từ ngày bắt đầu động thổ, ngôi nhà hơn 100 mét vuông khép kín mái thái đã hoàn thành. Nhưng còn phải chờ cho tường khô thì mới sơn được. Anh đặt nội thất sẵn sàng, chỉ chờ ngày tân gia là sẽ bày trí đầy đủ. Mấy tháng thôi mà nhìn anh già đi trông thấy, mặt đen sạm gầy hốc hác, hai mắt quầng sâu. Nguyệt lo lắng hỏi anh. Anh thấy người sao? Nếu mệt hoặc đau ở đâu thì phải nói cho em biết, hay là mai mình đến bệnh viện khám coi sao? Anh không có sao đâu, vừa rồi công việc nhiều nên hơi mệt, chỉ cần nghỉ ngơi là anh lại khỏe như trước thôi. Nhưng Nguyệt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một người như chị đã từng lăn lộn với cuộc đời, có những khoảng thời gian chị phải ngụp lặn trong vũng bùn, và có nhiều lúc trong đau đớn nhục nhã, chị vẫn phải cười tươi. Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, chị đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Đó là thân xác chị bị người ta chà đạp giày vò. Chị nghiến răng chịu đựng chỉ vì muốn có tiền. Vậy nên, chị rất hiểu chuyện đời. Cho đến lúc này, chị thấy anh ra chiều suy nghĩ, mọi hành động lời nói không giống như trước. Đã mấy tháng nay rồi, anh vẫn giữ nguyên trạng thái khó hiểu như vậy. Nhiều lúc chị cảm thấy anh như bị bệnh lửng. Chị liền nói với anh. Anh có điều gì giấu em phải không? Làm gì có, em đừng có nghĩ lung tung. Em không tiếc anh bất cứ một thứ gì trên đời. Em đã có cái thứ gì là anh sẽ có cái thứ đó. Nhưng ngược lại, em không có thể chịu được sự lừa dối. Đã yêu ai thì em bất chấp cả bản thân mình. Nhưng nếu bị phản bội thì em không có bao giờ nói câu tha thứ. Anh có hiểu không? Hậu vòng tay ôm Nguyệt vào lòng mà cảm giác như đang ngồi trên lưng con hổ cái. Tự dưng anh thấy lạnh người mà mồ hôi lại túa ra như tắm. Chờ cho Nguyệt ngủ say, anh lén dậy ra ngoài gọi điện cho Ly. Em và ba mẹ coi ngày lên nhà mới đi, sau đó thông báo cho anh. Sắm lễ cúng tân gia hết bao nhiêu thì báo để anh chuyển khoản. Sau đó, anh nhanh chóng xóa sạch cuộc trò chuyện, rồi lại vào giường nằm bên cạnh Nguyệt. Nhưng hai mắt anh mở chồng chồng, từng câu từng chữ mà Nguyệt nói ra như một lời kết tội trước mặt anh. Phải chăng cô ấy đã đoán ra điều gì? Nguyệt vẫn thở đều đều trong giấc ngủ say. Nhưng anh lại có cảm giác như chỉ vừa nghe thấy tiếng anh nói chuyện với Ly. Bỗng dưng anh rùng mình sợ hãi. Không, Nguyệt vẫn đang ngủ rất say mà. Đó chỉ là ảo giác của anh mà thôi. Nhà đã làm xong, cái bụng bầu của Ly cũng hơn 7 tháng. Lúc này anh muốn nói lời chia tay Nguyệt rồi đàng hoàng đến với Ly. Nhưng tại sao mỗi lần định mở miệng anh lại run đến vậy? Anh sợ mình chưa nói dứt câu thì đã bị Nguyệt giết chết rồi. Cho nên anh cứ nhùng nhằn mãi mà không có dứt áo ra đi được. Cho tới hôm khánh thành nhà, anh xin phép Nguyệt về quê thăm mẹ. Lần này Nguyệt không hề phàn nàn hay càu nhàu cái gì, mà chị vui vẻ đồng ý ngay, và còn đưa tiền cho anh mua quà biếu mẹ. Sáng hôm nay, anh Hậu chào Nguyệt rồi lái xe ra ngoài. Anh không về nhà Ly dội như mọi khi mà phóng xe thẳng về phía nhà mẹ và các em. Bước vào nhà, anh lấy hết số tiền mà Nguyệt đưa rồi nói với em trai. Em cầm lấy mua thức ăn và thuốc men cho mẹ nghe. Thời gian qua anh bận việc quá nên đã không để ý đến mẹ cùng với em. Anh về lần này chắc lại còn lâu mới quay lại được. Trăm sự nhờ các em chăm sóc cho mẹ giúp anh. Từng lời nói của anh như có gì đó lạ lắm. Mọi ngày anh không bao giờ có thái độ như vậy. Em trai anh chợt nói. Anh nói gì lạ vậy? Cứ như là sắp đi xa không bằng vậy đó. Anh đến bên mẹ cúi xuống, rồi nắm lấy bàn tay gân guốc của bà,
Tự dưng giọng nói anh nghẹn lại. Mẹ à, cố gắng ăn uống cho nó khỏe nghe. Con đi mấy bữa con lại về. Mẹ anh ngơ ngác nhìn theo thằng con trai, rồi bà khóc. Lâu lắm rồi nó mới lại nói với bà được một câu như vậy. Anh bước ra ngoài tới chỗ đậu xe, rồi quay lại nói với các em. Anh đi ngang. Em trai anh nhìn theo chiếc xe từ từ tiến ra phía ngoài, rồi ngẫm nghĩ. Không hiểu anh ấy có chuyện gì mà nét mặt không có vui như mọi khi. Người thì gầy hốc hác, tâm trạng như lo lắng cái điều gì đó. Rồi em trai của anh Hậu quay vào nhà chuẩn bị đi làm. Hậu lái xe vội vàng trên đường tới nhà của Ly. Sau ngày hôm nay, anh sẽ về tạ tội với Nguyệt, rồi nói lời chia tay chị để chính thức đưa Ly đi đăng ký kết hôn. Chắc là Ly và mọi người đang mong anh lắm. Hôm nay là ngày anh và Ly sẽ dọn lên nhà mới. Đúng 8 giờ sáng, thầy cúng tới và bắt đầu làm lễ. Trên bàn thờ bày rất nhiều đồ cúng vừa chay vừa mặn. Giữa nhà là một cái bếp ga mini, bên trên đặt một nồi nước đang sôi sùng sục. Thầy nói là ngọn lửa sẽ làm giúp ấm áp ngôi nhà, còn nước là một thứ không thể thiếu trong sự sinh tồn của con người. Đó là điều kiện tốt để sau này gia chủ luôn mạnh khỏe, làm ăn phát tài và hạnh phúc trọn đời. Các góc nhà, mỗi nơi được đặt một túi gạo hoặc thóc, đó là biểu hiện của sự ấm no. Trong bếp, nồi niêu chén đũa gia vị bày đầy đủ. Phòng ngủ gồm một cái giường đôi đắt tiền, được phủ chăn ga gối đệm rất đẹp. Tủ quần áo lớn kê sát tường, như vậy là đã quá đủ cho một gia đình mới bắt đầu. Hậu bước vào trong lúc mọi người bắt đầu ngồi vào mâm. Họ hàng khách khứa nhà Ly, anh không có quen ai ngoài ba mẹ cô. Anh gật đầu chào mọi người rồi bước vào trong nhà. Bỗng anh giật mình khi thấy cách bày mâm lễ trước khi lên nhà mới của thầy cúng, và nhất là tờ trấn trạch được thầy cúng dán trên tường cao chỗ bàn thờ. Anh đưa mắt nhìn tìm kiếm và đứng người khi nhận ra thầy cũng chính là người quen. Nhã béo hơn xưa rất nhiều nhưng không thể lẫn vào đâu được. Khuôn mặt núc ních thịt cùng với đôi lông mày xăm đen xì và môi cô vẫn màu đỏ chét dày bình bịch. Trấn tĩnh lại, anh cầm ba nén nhang, châm lửa và cắm lên bàn thờ. Nhã đã nhận ra anh và ngạc nhiên không kém. Cô đến bên làm bộ thu xếp lại mâm cúng mà hỏi. Anh là họ hàng của ông bà ở đây à? Làm sao cô biết mà tới tận đây được? Chút nữa thì Nhã phá lên cười, nhưng cô nhìn quanh và đã kìm lại được. Thằng chồng con Ly là họ hàng đằng ngoại nhà em. Ba mẹ của nó nhờ em đến cúng ngày chúng nó dọn lên nhà mới. Chỉ một chút nữa thôi là anh Hậu đã túm Nhã lôi ra ngoài rồi. Nhưng anh đã kìm lại được và biết đây là đâu. Mặc dù vậy, chân tay của anh ngứa ngáy chỉ muốn dùng lên thật mạnh. Nhã vẫn không hiểu chuyện, nói tiếp. Thằng này nó làm lái xe công, nhiều tiền lắm. Nó đang ngồi với đám bạn ở phía bên ngoài kia kìa. Anh đưa mắt tìm Ly, đám bạn gái đang vui vẻ kéo Ly đi chụp hình ở bên ngoài. Cô luôn miệng từ chối vì cái bụng bầu đã tới ngày ì ạch. Mấy người đàn ông kéo anh vào bàn, ai cũng nghĩ anh là khách được mời tới dự lễ tân gia. Nguyệt mở điện thoại, thấy định vị chiếc xe bắt đầu rời nhà mẹ anh, sau đó đi theo hướng khác chứ không về quán cà phê. Khoảng gần một tiếng sau, chiếc xe dừng lại ở một địa điểm cách nhà chừng hơn chục cây số. Nửa tiếng sau đó, chiếc xe vẫn đứng yên một chỗ. Nguyệt lấy máy gọi cho anh. Anh sắp về chưa? Chưa em à, hôm nay cho anh ở lại ăn cơm với mẹ nghe. Nguyệt bắt đầu thấy mặt nóng dần dần. Chị định lấy máy gọi cho đàn em, thì chợt có điện thoại của con dâu. Mẹ à, tụi con đang trên đường về chỗ mẹ đó. Sau đó mới về bà nội. Mẹ có bận không? Thì về nhà bà cùng với tụi con nghe. Tâm trạng của Nguyệt lúc này nửa hạnh phúc vì các con đang về với mình, nửa cay cú vì bị anh Hậu lừa dối. Chị theo dõi chiếc xe vẫn không di chuyển, liền chuẩn bị đồ ăn để đón con trai và con dâu. Đây là lần đầu tiên Hùng ăn cơm cùng với mẹ. Nguyệt không biết rằng đó là đề nghị của Thúy. Trong bữa cơm,
con Thúy nó nói chuyện rằng ăn xong hai đứa nó sẽ về thăm bà nội của Hùng, rồi mai về bà nội của Thúy, sau đó mới trở về chỗ làm. Nó kể bà nội bệnh nằm gần nửa năm nay không có đi lại được. Đột nhiên Nguyệt hỏi con dâu. Bà nội của con bệnh làm sao? Bà nội con bị tai biến liệt nửa người mẹ, bây giờ chỉ nằm yên một chỗ, chú thím con săn sóc. Vì không trực tiếp nuôi con và cho tới bây giờ cũng không ở cùng con, nên Nguyệt không quan tâm và biết rõ mối quan hệ xung quanh con trai. Tuy đã biết ba mẹ của con dâu ly hôn từ lâu, nhưng Nguyệt không hề để ý kỹ, hôm nay mới có dịp gần gũi nói chuyện với con. Nghe nói ba mẹ con ly hôn từ lâu, vậy bây giờ cuộc sống có hai người như thế nào? Dạ, ba con đi làm ăn xa, nên ngày cưới của con cũng không có về được, và cũng rất ít khi về thăm bà nội. Mẹ con không về, nhưng thỉnh thoảng vẫn gửi quà về biếu bà. Nghe đến khúc này, tự dưng Nguyệt như nhớ ra điều gì. Vậy ba con tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, ba con tên Hậu, Trần Đình Hậu, hơn 50 tuổi ạ. Nguyệt xa sầm nét mặt như không ngồi vững, chị hỏi tiếp. Ba con không về dự đám cưới, vậy trước đó ông có tặng con món quà gì không? Thúy cười lắc đầu. Dạ không, lâu lắm rồi con cũng không có được gặp ba. Giọng nói nhỏ dần, mắt ngưng ngấn nước. Thế vậy Nguyệt vội vàng nói gạt đi. Thôi, hai đứa ăn đi rồi còn về bà nội nữa. Hôm nay mẹ mệt, để khi khác mẹ về thăm bà sau. Tiết trời xuân nắng vàng nhẹ thật đẹp, vậy mà sao trong lòng của Nguyệt thấy u ám quá. Tiễn hai con ra ngoài, Nguyệt nhanh chóng trở vào phòng. Chị như đang ở trên trời, bỗng dưng bị rớt xuống vực thẳm. Người mà chị cưu mang yêu thương bấy lâu, nay lại dám đâm một nhát dao chí mạng sau lưng chị. Thảo nào, cái hôm đón dâu, sau khi phát hiện con dâu của Nguyệt chính là con gái của mình, anh ta đã tìm cách chạy trốn. Vậy là hắn ta đã biết mọi chuyện và đang rắp tâm thực hiện kế hoạch lừa mình. Nguyệt bỗng cảm thấy căm ghét tất cả đàn ông ở trên đời này. Sau bao nhiêu sóng gió cuộc đời, chị tưởng rằng đã tìm được tình yêu thực sự cho bản thân của mình. Nhưng không ngờ, Hậu cũng chỉ là một trong những thằng đàn ông khốn kiếp. Những ngày đầu, hắn ta tỏ ra sống chết vì chị. Chẳng qua là lúc đó hắn trên răng dưới đôi dép thôi, nên tìm cách bám víu vào chị mà. Chị bỏ tiền bỏ tình chiều chuộng hắn, chị cho hắn ta không còn thiếu cái thứ gì ngoại trừ gan trời. Tới khi no cơm ấm cật, hắn ta lại quay lưng với chị. Cho tới bây giờ, chị cũng chưa biết là hắn đang giở trò gì. Mãi suy nghĩ, vừa lúc Nguyệt có điện thoại của đàn em. Chị ơi, thằng Hậu đến một nơi mà cả chị và em đều không thể ngờ tới. Đó chính là con bé Ly phục vụ quán cà phê nhà mình đó. Em đã quay lại video, một lát nữa gửi chị coi. Hôm nay tụi nó khánh thành nhà, con kia nó bụng bầu sắp đẻ tới nơi rồi. Chị bị cả hai tụi nó xỏ chân xỏ mũi từ lâu rồi đó, không biết đó chị à. Vừa mới tắt máy, Nguyệt hùng hổ giơ tay lên cao. Chỉ một chút nữa thôi là cái điện thoại đã bể tan nát rồi. Chị không tiếc cái điện thoại dù giá trị của nó không nhỏ, nhưng toàn bộ dữ liệu ở bên trong rất quan trọng với chị, nên bàn tay kia đã kịp dừng lại. Liệu cho hắn chịu sự trừng phạt nào mới đích đáng đây? Chị chỉ cần phẩy nhẹ tay một cái là hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời này. Nhưng như vậy thì quá dễ dàng với Hậu. Hắn phải sống để mà gặm nhấm nỗi đau như chị đang phải chịu đựng, để hắn hiểu được rằng thế nào là vong ơn bội nghĩa, là sự trả giá của kẻ lừa dối bạc tình. Nguyệt ngồi im như một người không hồn. Bỗng dưng chị nghĩ đến Hùng và Thúy. Nếu mình xuống tay với Hậu, liệu con Thúy nó còn thèm nhìn mặt mình nữa hay không? Tại sao tình cảnh lại trớ trêu như thế này? Chị hét lên gào khóc giật giả. Tiền nhiều mà làm gì khi phải sống cô đơn không tình thương yêu, niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng bị Hậu làm cho tan bể mất rồi. Chợt màn hình điện thoại lóe sáng. Nguyệt vội vàng cầm lên và mở ra xem. Chiếc xe hơi mà chị bỏ tiền tỷ ra để mua cho Hậu ngồi lái, nó đang nằm ở ven đường làng trước cổng một ngôi nhà mới xinh rất đẹp. Phía trong có tiếng ồn ào của nhiều người đang ăn uống.
Màn hình được phóng to, Nguyệt nhìn rõ một cô gái trẻ mang bụng bầu đang cười nói, người đó chính là Ly, cô nhân viên mà trước đây Nguyệt tin cậy nhất trong quán cà phê. Màn hình lướt qua đám đông và dừng lại hình ảnh anh Hậu đang nâng ly rất vui vẻ với đám đàn ông. Tiếng ồn ào nói chuyện, nhưng chị vẫn nghe thấy giọng của anh nói rất rõ. Cảm ơn các bác, các anh đã tới dự lễ tân gia của vợ chồng em ngày hôm nay. Nguyệt tắt vội máy, không thèm xem tiếp, miệng chị lẩm bẩm. Mày được lắm Hậu à, rồi mày sẽ biết tay bà. Tại nhà Ly, mọi người vẫn đang ăn uống rất vui vẻ. Anh Hậu giật mình khi có chuông điện thoại, mở ra là Nguyệt gọi. Anh đi ra ngoài bấm nghe, thì chị đã tắt máy. Rồi chị gửi cho anh một loạt ảnh được cắt từ video mới quay. Hình ảnh rõ mồn một, rõ nét như Sony, làm cho anh rung bắn người. Không biết bằng cách nào mà Nguyệt lại có những tấm hình này. Anh đang rung lẩy bẩy, thì Nhã Đông đưa đến bên anh mà nói. Em mời anh một ly ha, lâu lắm rồi chúng ta không có gặp nhau. Hậu vừa trải qua mấy phút sợ hãi nên không thèm trả lời. Nguyệt đã biết tất cả, anh phải nghĩ cách mau chóng rời khỏi đây để dập đầu tạ tội với Nguyệt. Sau đó xin cô tha thứ với lý do đứa con của anh và Ly sắp ra đời. Dù Nguyệt có chửi rủa và phạt anh đến cỡ nào thì anh vẫn phải chia tay chị để đến ở công khai với Ly. Anh đang quẫn trí, chưa biết xử lý như thế nào thì một chàng thanh niên đến bên anh mà nói. Rất vui gặp lại chú ở đây. Thằng Đại lái xe công, nó là khách quen thường hay lui tới quán cà phê của Nguyệt. Trước đây nó rất thích Ly và mỗi khi tới quán nó chỉ muốn duy nhất một mình Ly phục vụ. Lẽ nào nó là thằng cháu của Nhã mà cô đã nói với anh, nó đã có vợ và con đi học rồi kia mà. Thằng Đại ngất ngưỡng, mắt lờ đờ, giọng nói của nó lè nhè. Ông mơ giữa ban ngày hả? Làm sao ông với Ly lại thành một đôi được, trong khi đứa con trong bụng Ly là của tôi? Hậu đứng bật lên túm cổ áo của tên Đại. Hai bên bắt đầu loạn choạng, chụp được cái gì ở trên bàn là quăng cái thứ đó. Mọi người hét lên. Hậu kéo Đại tới trước mặt của Ly mà hỏi. Ly, thằng này nó nói láo. Em cho anh tiền nó lên thiên đàng nghe. Ly đứng giữa hai người, cô vừa khóc vừa nói. Hai người bình tĩnh nghe em nói. Trước đây em cứ ngỡ nó là con của anh, nhưng tính lại ngày thì không phải. Em mong anh hiểu cho đó là sự thật. Vậy nó là con thằng nào? Đừng có nói nó là con của thằng khốn lái xe công nghe. Đúng vậy, nó là con anh Đại. Em mong anh hiểu cho. Nếu cần, sau khi em sanh, em sẽ cho em bé đi xét nghiệm DNA. Hậu lao tới, ôm lấy con đi, bất chấp mọi người đang có mặt ở đó. Nói đi, nó là con của chúng ta. Ngày mai anh sẽ đưa em đi đăng ký kết hôn. Chúng mình đã bàn với nhau vậy rồi mà, tại sao hôm nay em lại nói lung tung vậy chứ? Còn nhà cửa, anh đã tốn rất nhiều tiền và cả máu nữa để xây dựng lên. Ly dùng dãy không thể thoát ra khỏi được vòng tay của Hậu. Đại xông vào gỡ tay anh ra và cả ba người cùng ngã chuối xuống. Cái bàn có cái mâm chén và chai rượu đổ vào ba người. Ly hét lên đau đớn. Cái mảnh bể cứa dài vào mặt cô, máu túa ra. Và dưới chân cô một dòng máu tươi cũng chảy ra rất nhiều. Nếu như còn Ly có mệnh hệ gì, thì tụi mày không có sống nổi đâu. Cái loại đàn ông không có bằng con súc vật. Có ai đi báo công an, mau lên. Hậu gào lên gọi tên Ly, nhưng mọi người đã hất anh ta ra ngoài. Hậu lại lao vào. Mọi người đưa Ly lên xe mau, tôi chở cô ấy đi bệnh viện. Lúc đó, một người đàn ông nói rất lớn. Tụi tao ngu mà để mày chở con cháu nhà tao đi hả? Cái đồ sát nhân thất đức. Xe cấp cứu đưa Ly đi rồi. Hậu quay lại chụp cái chai rượu ở trên bàn xông tới, liên tục dán vào đầu vào mặt của tên Đại. Mọi người tối mắt tối mũi không trở tay kịp. Sau đó, hắn hốt hoảng lao lên xe rồi cũng nổ máy chạy theo. Phần vì hơi men quá nhiều, phần vì đầu óc đang hỗn loạn. Hắn ta đâm vào gốc cây bên đường rồi lao xuống ruộng lúa, sau đó ngất xỉu. Ly được đưa tới bệnh viện trong tình trạng ngất xỉu vì mất nhiều máu. Bên má trái của cô bị cái mảnh chai cứa một vệt dài, phải khâu 14 mũi và đứa bé đã không còn nữa vì cô đã bị té rất mạnh. Sau đó, cả một cái bàn và hai người đàn ông đè lên trên. Cũng may mà cô đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.
nhưng vết sẹo dài trên mặt chắc chắn sẽ không bao giờ mờ theo thời gian. Còn Hậu cũng được đưa vào bệnh viện ngay sau đó, nhưng anh được các anh công an bảo vệ chặt chẽ, chờ khi hồi phục sức khỏe. Sau khi điều tra rõ vụ việc, chắc chắn anh sẽ được đi tập trung ăn cơm nhà nước. Nghe tin ba bị công an giữ, Tài và Thúy lại tức tốc về quê. Khi đã hiểu rõ sự tình, Thúy đau đớn không khóc nổi, nó xin phép chồng về nhà mẹ đẻ mấy hôm để nghỉ ngơi. Cả ngày, nó nằm không ăn uống gì. Chị Mơ lo lắng cho con, cũng nghỉ bán hàng. Hùng đến nói chuyện và xin phép mẹ đưa Thúy về nhà, nhưng Thúy không muốn gặp Hùng. Thương con quá, chị Mơ nói. Con để Thúy nó nghỉ ngơi mấy hôm ở đây đi. Khi nào ổn, mẹ sẽ gọi con tới đón nó. Hùng vừa buồn, vừa lo lắng nói với mẹ vợ. Nhưng mà vợ con đang mang bầu đó mẹ. Con sợ Thúy cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Nhờ mẹ khuyên bảo vợ con giúp, chứ con không có biết làm thế nào đâu. Chị Mơ bất ngờ trước câu nói của Hùng. Thúy không hề kể chuyện này với mẹ. Tại sao đời chị đã khổ rồi mà ông trời lại không tha cho con gái chị? Tụi nó không có tội tình gì, nhưng hoàn cảnh lúc này quá trớ trêu, tụi nó không có thể không suy nghĩ được. Chị bật khóc vì thương con. Nguyệt đóng cửa quán, không bán cà phê nữa. Chiếc xe hơi bị hư nặng vẫn ở trong đồn công an. Sau bao nhiêu chuyện, chị chợt hiểu ra rằng con người ta không có gì là tất cả. Sinh vô định, tử bất kỳ. Cái gì đến dễ dàng thì sẽ ra đi cũng rất nhanh. Hôm nay còn cười cười nói nói, nhưng ngày mai đã không bao giờ nhìn thấy trên đời nữa. Vậy thì chị hy sinh nhiều thứ rồi, đổi lấy tiền để làm cái gì? Tiền dù có nhiều như đống núi cũng không thể đánh đổi danh dự một con người. Và tiền cũng không có bù đắp được tình cảm của con người với con người. Chị thu dọn quần áo và tiền đem về nhà mẹ chồng cũ. Tới nơi chị nói với bà. Xin mẹ hãy nhận của con một lại. Và từ nay hãy cho con ở lại đây với người. Con đã suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ là lúc con phải đền đáp công ơn mẹ đã nuôi Hùng hơn 20 năm qua. Tháng sau, xin mẹ cho con phá ngôi nhà này đi và xây một ngôi nhà nhỏ chắc chắn. Con sẽ nuôi dưỡng mẹ đến hết tuổi già. Nguyệt khóc nức nở. Mẹ chồng cũ của chị ngồi im lặng thất thần, hai hàng nước mắt rơi lã chả. Bao nhiêu năm qua, bà cực khổ nuôi thằng Hùng, chưa bao giờ bà nghĩ đến chuyện hôm nay có thể xảy ra. Nếu không có chị, bà vẫn sống tốt, nhưng dù sao bà cũng mừng vì Nguyệt đã nghĩ lại. Nguyệt đã nghĩ kỹ rồi, chị phải làm một cái gì đó để chuộc lỗi. Chắc là lúc này ông trời đang phạt chị vì những gì mình đã gây ra. Sau cái trận xô xát tại nhà của Ly, thằng Đại bị thương nặng phải vào bệnh viện. Và cũng từ đây, cô vợ nó đã biết được bộ mặt thật của thằng chồng phản bội. Chờ cho Đại xuất viện, vợ nó đã nộp đơn ly hôn và nó cũng không còn đủ sức khỏe để tiếp tục làm cái nghề lái xe nữa. Còn mụ Nhã, thầy cúng, khi chứng kiến cảnh tượng đó thì ôm cái bọc lễ chạy mất dép. Từ ngày bị cấm hành nghề, mụ ta lang thang dứt dưỡng ở bến tàu xe, xem vớ xem vẩn cho những người qua đường, hòng kiếm nắm xôi hay ổ bánh mì. Lâu lắm rồi, hôm nay mới kiếm chác được một miếng mồi ngon, thì lại xảy ra ẩu đả đánh nhau. Nhưng lạ một điều là ăn đường ở chợ, vậy mà sao mụ vẫn phì nhiêu tới vậy? Người không khác nào cái thùng phi di động. Và sau khi hồi phục sức khỏe, Hậu lại vào tạm giam một lần nữa. Vậy là sau một thời gian sống trong cảnh cơm no bò cưỡi, sướng thân không biết đường sướng, anh Hậu tự đâm đầu vào ngục. Những người đàn bà mà anh đã từng tạt té một thời gian, có một người đã qua đời, đó là chị Lành. Còn lại, họ đều coi anh như có loại đồ vật hết giá trị. Duy chỉ có Nguyệt là chị căm hận anh đến tận xương tủy, nhưng chị chọn cách im lặng, chỉ để mặc cho người đời chửi rủa anh, để mặc cho xã hội dùng luật pháp mà trừng trị vì tội lỗi mà anh gây ra. Nhưng người đau khổ nhất vẫn là chị Mơ và các con anh. Vì anh mà tụi nó phải chịu biết bao cay đắng trong cuộc đời. Cho tới bây giờ vẫn chưa hết tội hết nợ với anh. Khi phải vào tạm giam lần nữa,
Đó là khoảng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời của tên Hậu. Anh có cảm giác mỗi ngày nó như cả một năm dài đằng đẵng ở ngoài kia. Cả ngày lẫn đêm, anh chỉ được ở trong một không gian hẹp. Nhìn bốn bức tường xi măng lạnh lẽo, anh muốn hét lên, muốn gào to lên một câu gì đó cho cái lồng ngực của anh đang tức nghẹn của nó bể ra. Nhưng anh chỉ biết ôm mặt gục xuống hai cái đầu gối của mình. Mùi hôi hám từ quần áo của người lâu không được tắm. Nó bốc lên sòng sọc vào mũi của anh nồng nặc. Anh vội nhấc cái đầu của mình lên và nghĩ. Tại sao? Tại sao anh lại phải chôn chân tại chỗ này? Không lẽ cuộc đời của mình đã chấm dứt tại đây à? Nhìn chằm chằm vào bức tường xi măng, anh chợt nghĩ, nếu đủ can đảm, chỉ một lần thôi mình sẽ quên đi tất cả, không phải chịu đau đớn nhục nhã nữa. Nhưng anh không có gan, không có can đảm. Anh đành chịu ngồi đây, chờ thời gian trôi đi từng phút, từng giây. Màn đêm đen đặc, đồng lõa cùng với côn trùng và muỗi hoạt động. Anh thấy như có hàng ngàn mũi kim nó đang châm chích vào da thịt của mình. Cảm giác ngứa ngáy và đau đớn vô cùng. Nó làm cho anh không thể có một phút nào chợp mắt được. Và khi anh biết được dấu hiệu trời đã sáng, đó là có tiếng bước chân người đi lại bên ngoài. Ánh sáng vàng ịt chiếu xuống từ cái cửa sổ nhỏ xíu sát trên mái nhà, làm cho anh thèm khát một luồng gió nam. Mỗi ngày hai lần, anh được người ta đưa vào một chén nhựa có ít cơm và mấy miếng thịt mỡ trắng ơn ẩn. Tuy không muốn ăn, nhưng anh vẫn phải cố nuốt để lấp tạm vào cái dạ dày trống rỗng trong bụng của anh. Sau 10 ngày, mà anh cảm giác như 10 năm vậy, người ta tưởng anh già đi hàng chục tuổi rồi anh phải nhận án 14 năm tù giam vì cái tội cố tình gây thương tích. Họ đưa anh lên xe thùng bịt kín để chuyển anh đến trại giam mới. Anh được đưa vào buồng giam của phạm nhân nam. Tại đây có đến mấy chục người đủ các lứa tuổi, nhưng tất cả đều chung một màu đồng phục duy nhất. Hậu thở dài, cuộc đời này có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Và đằng sau những cái lớp vải kẻ sọc kia là vô số những câu chuyện éo le không có giống nhau ở ngoài đời. Yên ổn được một ngày đầu, hôm sau trưởng của phòng giam gọi anh hỏi. Lão già kia, mau ra trình diện, có người nhà làm cán bộ không? Không. Lập tức anh bị ăn mấy cái tát vì tội nói trống không. Mắt mũi anh tối sầm lại, trong miệng thấy có gì đó mặn mặn. Và khóe môi như ướt lạnh. Anh đưa tay lên khẽ lau vào cái chỗ đó, nhưng chưa kịp hạ tay xuống thì lại nghe tiếng bóp. Tai của anh ù đi và không còn nghe thấy gì nữa. Thì ra nơi này nó lại đáng sợ tới như vậy. Ở ngoài kia anh tha hồ dùng dãy, anh thích ăn cái gì thì ăn, thích nói cái gì thì nói, uống cái gì thì uống. Vậy mà vẫn sống đàng hoàng, không ai dám làm gì anh. Bây giờ thì anh mới hiểu thế nào là cuộc sống của phạm nhân trong tù. Mấy ngày sau đó, anh cùng với đám phạm nhân lên đồi phát cỏ, chặt cây, giác củi, quét dọn đường xá, nhà vệ sinh quanh khu trại giam. Tới bữa, được hơn nửa chén cơm đựng trong cái chén nhựa, kèm theo hôm thì mấy miếng đậu mỏng, bữa thì rau lang nấu muối và mấy miếng thịt mỡ. Đêm đến, nằm ngủ la liệt như một lũ heo ở trong chuồng. Mùi cơ thể đầu tóc không có được tắm gội, nó bốc lên hôi rình cả cái phòng giam. Một hôm, Hậu được quản giáo gọi đến phòng gặp người nhà. Anh mừng quýnh bước theo quản giáo. Tới nơi, anh đã thấy Tài ngồi đó từ khi nào? Quản giáo hỏi. Thời gian cho hai người là 15 phút, yêu cầu mọi người thực hiện theo đúng quy định. Nhìn con mà nước mắt của anh ứa ra, anh chưa từng khóc trước mặt ai, nhất là các con. Anh nói nhanh. Con ơi, đưa ba ra khỏi chỗ này đi. Tài nhìn cái dáng vẻ tiều tụy của ba thì xót ruột như xác muối. Nó nói cái giọng nghèn nghẹn. Ba hãy cố gắng giữ sức khỏe để nhanh chóng được về nhà, ba nghe. Ít phút sau đó, người quản giáo thông báo đã hết giờ thăm người nhà. Anh Hậu mệt mỏi đứng lên đi cùng quản giáo để vào trong. Tài nhìn theo dáng thất thiểu của ba mà lòng nó đau quặn.
Và rồi, dù không muốn đi chăng nữa, anh vẫn phải bắt buộc, phải dần quen với sự khắc nghiệt trong nhà giam. Và đêm đến, lại cầu nguyện cho thời gian trôi nhanh thêm một chút, để lúc thiếp đi, lại mơ thấy mình được trở về bên vợ và con. Anh nhớ lại những ngày hai vợ chồng cùng làm thợ hồ. Anh ước giá như được quay trở lại với đời, anh thề sẽ chỉ yêu duy nhất một thứ, đó là gia đình và vợ con. Dù nghèo khổ đến như thế nào, anh vẫn phải chịu được. Chỉ mong chị Mơ và hai đứa con luôn ở bên cạnh anh. Nhưng giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ thôi. Nó không phải là sự thật. Tiếng kẽn báo thức vang lên. Tất cả lại là một màu đồng phục dằn dện hiện ra trước mắt anh. Rồi cái điều anh lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Anh bị bệnh kéo dài mãi không khỏi. Những cơn ho nổ cổ và những cơn sốt cao làm cho Hậu mệt mỏi. Lồng ngực của anh đau nhói như có lưỡi dao cắt ra từng mảnh. Mỗi ngày quản giáo phát cho anh 4 viên thuốc màu trắng, gồm kháng sinh và hạ sốt. Nhưng bệnh tình không có thuyên giảm, sức khỏe của anh ngày một yếu đi. Anh mệt lắm, nhưng vẫn phải lao động bình thường, không nghỉ ngày nào. Ban đêm lạnh, anh càng ho dữ dội hơn. Đám phạm nhân cùng buồng giam không ngủ được cất tiếng chửi anh ầm ĩ. Cái lão già kia, ngậm mẹ nó cái miệng mày vào đi. Nếu không, tụi bay bóp cổ cho lão tịch ho luôn đi. Nói như đau đầu hoặc đau bụng thì còn cố gắng nằm im được. Đằng này, những cơn ho bắt nguồn từ phổi. Nó đi qua cổ họng rồi mới ra tới miệng. Vậy mà tụi nó bắt anh ngậm lại thì cha thằng nào mà ngậm vào được chứ? Vì cái trận bệnh dài nên anh Hậu gầy rúm người lại. Tới bữa không nuốt nổi mấy muỗng cơm. Tự dưng, nước mắt của anh ứa ra. Anh nhớ cái mùi cháo hành lẫn tía tô của Mơ nấu mỗi lần anh bị bệnh. Nhớ bàn tay mềm mại của chị cạo gió bằng cái lọ nồi mỗi lần anh lên cơn sốt. Nhưng ở đây là trại giam. Khi con ho kéo vừa mới cất lên, đám phạm nhân lại quát lớn. Cái thằng già chết bầm kia, câm ngay! Nếu không mày vào nhà vệ sinh mà nằm, còn ho nữa, tao bóp mũi cho mày nghẽo luôn đó. Thiệt tình, bực bội. Lúc này, anh ước giá như được ngủ một giấc dài không bao giờ tỉnh lại, có lẽ sẽ tốt hơn với anh rất nhiều. Nhưng anh không thể nhắm mắt buông xuôi mà vẫn phải thở và ho mỗi ngày. Sau hơn 2 tháng ròng rã, người anh như bộ khung xương đỡ cái sọ dừa biết nói. Tài và Thúy xuống trại thăm ba. Tới nơi, hai anh em nó mới biết anh Hậu bị bệnh đã hơn 2 tháng nay. Nhìn Hậu như mớ dẻ rách được treo vào cái móc áo. Thúy thương cha mắt đỏ que. Nhìn hai đứa con, anh hỏi run run trong hơi thở nóng. Cháu nội và cháu ngoại của ba có ngoan không? Con Thúy vội lau nước mắt. Các cháu của ba ngoan lắm. Khi nào ba về, con sẽ cho tụi nó đi đón ông. Rời khỏi trại, hai anh em ra hiệu thuốc mua thuốc bệnh rồi thuốc bổ, sau đó quay lại gửi quản giáo mang vào cho ba uống. Không biết những viên thuốc đó có vào được trong miệng của anh không. Ít lâu sau, anh Hậu cũng dần dần khỏi bệnh, nhưng sức đã yếu đi hơn trước rất nhiều. Trời vẫn chưa sáng. Một trong buồng giam của phạm nhân nam, những thân hình có độ tuổi và kích cỡ khác nhau vẫn đang ngủ say. Thỉnh thoảng có tiếng ngáy khọc khệch vang lên, tiếng nói mơ lảm nhảm, tiếng nhai chóp chép của người nào đó. Rồi tất cả lại trở về với tiếng thở đều đều trong giấc ngủ ngon. Những âm thanh đó như rót vào tai anh Hậu. Đêm tĩnh mịch, dù một âm thanh nhỏ cũng làm cho ta nghe thấy rất rõ. Không biết từ khi nào, anh vẫn thường xuyên thức cùng với đêm như vậy, để rồi đầu óc anh cứ phải suy nghĩ miên man. Ai vào đây rồi cũng mong từng giờ từng phút trôi nhanh để lại được trở về với gia đình. Anh Hậu cũng vậy. Anh khao khát bầu trời tự do, khao khát được ăn một bữa cơm đầm ấm bên gia đình. Nhưng tất cả đã bị anh ném bỏ. Đến cả ngôi nhà mồ hôi nước mắt từ thổi hàng phi của anh và chị Mơ đến nay cũng không còn.
Anh tự nhủ, nếu như anh không vướng vào những cuộc tình long trời lở đất, thì có khi cuộc đời của anh sẽ không có đen đủi như thế này. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Đỏ Tình Đen Bạc, tác giả Nguyễn Thư. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới.